Truyền thuyết Poklon Kỳ Rài. Xưa kia, tại vùng đất Ninh Thuận, có hai vợ chồng già người chăm, không có con. Một hôm, ông bà đi qua bến dâu phía trên đập Nha Trinh và thấy một cái bọc trôi lềnh bềnh giữa sông. Ông già vớt cái bọc lên, mở ra thấy một bé gái rất xinh. Ông bà rất vui mừng, đem bé gái về nuôi. Thấm thoát, đứa bé đã lớn khôn và thường theo bố mẹ nuôi vào rừng kiếm củi. Một hôm, trời nắng gắt, cô gái khát nước mà khu rừng nơi ba người đang hái củi lại không có khe suối gì cả. Ông già khuyên cô gái ráng chịu, về nhà sẽ uống nước. Không chịu nổi cơn khát, cô gái lén đi tìm nước uống. Đi một quãng đường xa, cô thấy một tảng đá rất to. Ở giữa tảng đá có một vùng nước trong vắt. Cô gái mừng rỡ, cúi xuống lấy tay vục nước uống ngon lành. Khi ông bà già tìm thấy cô gái, thì vùng nước tự nhiên cạn dần. Ba người cho là điềm lạ, đành quay về. Từ hôm đó, tự nhiên cô gái thụ thai. Tới tháng tới ngày, cô sinh được một bé trai, mình mẩy ghẻ lở, trông hết sức kinh tởm. Ông bà già rất quý cháu, nuôi nắng cháu rất cẩn thận và đặt tên cháu là Pô Ôn. Lên 7 tuổi, Pô Ôn đi chăn bò cho nhà vua, ngày nào cũng như ngày nào. Đàn bò Pô Ôn chăn dắt đều đặn, ăn no nê và về chuồng đầy đủ. Một hôm, vì mãi chơi cùng bọn trẻ chăn bò, Pô Ôn để lạc một con bò trong đàn. Chạy tìm khắp nơi mà không thấy, Pô Ôn liền trèo lên một ngọn cây cao để nhìn và thấy con bò của mình đang bị cột trong vườn một ngôi nhà to lớn. Mừng quá, Pô Ôn liền tuột xuống đất làm cây cho cây rung chuyển. Cái cây bỗng trở nên đỏ chói và biến thành một con rồng. Con rồng đứng yên nhìn chàng trai một cách kính cẩn. Pô Ôn nhờ một người lớn dặn mình đến xin lại con bò. Không ngờ chủ ngôi nhà to đẹp ấy là một vị thầy cả, có cô con gái rất xinh đẹp. Thấy Pô Ôn ghẻ lở đầy mình, cô gái thưa với cha là hãy trả bò cho anh ta và đuổi anh ta đi đi. Nhưng vị thầy cả thấy trên người Pô Ôn có nhiều tướng lạ thì rất vui mừng. Ông lại nói cho con gái biết điều đó và hứa gả con gái mình cho Pô Ôn. Ông còn an ủi Pô Ôn rằng đến ngày lành tháng tốt, những vẻ xấu xí bên ngoài của chàng sẽ biến mất. Một thời gian sau, Pô Ôn kết thân với một người bạn tên là Pô Long Chanh và rủ nhau đi buôn trầu. Thường ngày, hai người đội thúng trầu về nghỉ ở một chỗ và thay phiên nhau về nhà lấy cơm ra cùng ăn. Sau này, tháp được xây dựng trên một ngọn đồi có tên là Đồi Trầu. Phải chăng vua Poklon Kỳ Rài xưa kia buông trầu thường nghỉ tại đây? Một hôm, đến lượt Poklon Chanh đi lấy cơm, Pô Ôn nằm nghỉ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi Poklon Chanh trở lại thì thấy cảnh tượng lạ, một con rồng đang liếm khắp thân mình ghẻ lở của Pô Ôn. Nhờ vậy, ghẻ lở biến đi hết, Pô Ôn trở thành chàng trai đẹp lạ thường. Pô Long Chanh đứng nhìn mãi không chán. Pô Ôn thức dậy, chàng đỡ lấy gói cơm và chia cho Pô Long Chanh một nửa. Pô Ôn cầm tàu lá chuối rạch hai nửa bằng nhau, một cho bạn, một cho mình để đựng cơm. Vì bị rạch đôi mà ngày nay lá chuối bao giờ cũng có hai nửa giống nhau, và chỗ Pô Ôn rạch là sống của lá chuối. Một ngày kia, nhớ tới chàng trai chăn bò mình đầy ghẻ lở, vị thầy cả tìm đến để kết thân, Pô Ôn nhận cô con gái thầy cả làm vợ mình. Được ít lâu thì nhà vua băng hà, nhưng không có hoàng tử kế vị. Triều đình lo nghĩ mà không có cái gì hay. Bỗng con voi trắng của hoàng cung phá chuồng chạy đến chỗ Pô Ôn ở, quỳ xuống đưa vòi ra tỏ ý mời. Tưởng con vật cầu chuyện gì, Pô Ôn bèn nhảy lên mình voi,
Con voi trắng từ từ đứng dậy rồi đưa chàng về phía kinh thành. Khi đi qua sông Đà Rằng, con voi dừng lại uống nước. Nhân cơ hội đó, Ô Ôn bỏ trốn, nhưng con voi rống lên, từng hồi chạy tìm cho được Ô. Bắt đắc dĩ, Ô Ôn phải trèo lên lưng voi để nó chở đi. Dân chúng thấy hết sức vui mừng, rủ nhau đi theo sau voi thành một đoàn người dân dài vô tận. Đến kinh đô, Ô Ôn được tôn làm vua, nhưng có người tỏ ra không phục vì vua vốn chỉ là một anh trăn bò bẩn thỉu. Vua buồn quá nên bỏ lên núi đi tu. Nhưng vua bỏ đi, trong nước xảy ra nhiều tai biến như mắc mùa, dịch bệnh. Vì thế, triều đình và dân chúng lại lên núi rước vua về cung làm vua. Do có sự việc này, dân chúng mới gọi là Pô Clon Kỳ Rài. Pô Clon Kỳ Rài là vị vua anh quân. Ngài có tài dẫn thủy nhập điền, ruộng vườn trước kia khô cạn, nhờ có ngài mà tươi tốt. Dân chúng no ấm hơn xưa, ngài cho làm một chiếc bè bằng thân cây chuối, đặt ít đất lên bè rồi thả bè trên sông Dinh. Đọc thần chú cho bè trôi ngược dòng, bè đi đến Nha Trinh, ngài hô, dừng lại. Lập tức bè chìm xuống, biến thành cái đập lớn chắn ngang sông. Ngài chỉ cho dân đào hai con mương ở hai bên để dẫn nước vào đồng ruộng, mà ngày nay vẫn còn gọi là sông Cái, tức là nữ đào. Sông Đực bên phải tức là nam đào. Đào mương bên trái vì cứ lo đi chọc ghẹo các cô gái nên bên nam đào mương rất chậm. Con mương bên trái vì thế đành bỏ dở không dùng được. Vua Pô Clon Kỳ Rài là người mưu trí, truyền rằng lúc ngài được mọi người tôn lên làm vua, sứ quan đại thần Pô Thầm không phục, cho ngài là tên trăn bò vô tài để đánh bại kẻ diệm pha mình. Ngài liền thi tài xây tháp với Pô Thầm. Ngài đã đốc thúc dân chúng xây một khu tháp đồ sổ. Và xong trước tháp Pô Thầm, một lần người Khmer xâm chiếm lãnh thổ Chiêm Thành, Pô Clon Kỳ Rài điều kiện thi xây tháp. Nếu ngài xong trước thì người Khmer phải rút quân về, còn nếu ngài thua thì phải nhường đất cho họ. Ỷ vào số đông và tài xây tháp của mình, người Khmer nhận lời thách. Pô Clon Kỳ Rài truyền cho dân chúng lấy tre làm khung, lấy giấy phết làm gạch, chờ người Khmer sắp hoàn thành tháp của họ. Nhân đêm tối, ngài cho dựng mấy cây tháp bằng tre giấy lên. Sáng sớm tinh sương, người Khmer ngủ dậy, thấy tháp của người Chăm đã mọc lên sừng sững. Họ đành chịu thua và rút quân về nước. Sau khi đã lo cho dân được ấm êm, vua Pô Clon Kỳ Rài quá thăng về trời và trở thành vị thần che chở cho dân chúng. Nhớ ơn vua, dân chúng tạc tượng ngài thờ trong ngôi tháp mà chính ngài đã dựng lên trong cuộc đổ tài với Pô Thầm. Từ đó ngôi tháp mang tên ngài là Pô Clon Kỳ Rài.